Gặp lại các bạn này, cá cảm thấy thế nào? Cá cảm thấy thế này à? Vui à? Sắn vui nhiều hay là vui ít? Sắn vui nhiều hay là vui ít? Vui thật. Đây ơi, mình gặp lại các bạn với các cô nha, cảm thấy thế nào? Cô ấy chỉ thấy tay cười thôi. Hôm nay đến lớp ca cảm thấy thế nào? Ca cảm thấy thế nào? Còn gặp lại các bạn và các cô nhỉ? Sữa ơi, hôm nay là ngày đầu tiên sữa đến lớp này, sữa cảm thấy thế nào? Sữa đến lớp với các bạn sẽ có cảm thấy vui không? Có. Hôm nay ngày đầu tiên đến lớp con cảm thấy thế nào? Vui. Cảm thấy vui à? Thấy các bạn dâu? Cũng vui. Cũng vui luôn à? Và ai đây nữa nhỉ? Hậu. Hậu ơi, ngày đầu tiên đi học Hậu thấy thế nào? Vui. Gặp lại các bạn rất là vui đúng không? Bạn Sóc ơi, ngày đầu tiên đi học bạn Sóc cảm thấy thế nào? Vui. Cảm thấy vui à? Con cảm thấy sao? Con cảm thấy... Thấy gì nhỉ? Con cảm thấy muốn đi về ông bà ngoại. À, muốn đi về ông bà ngoại à? Thế có thích đi học không? Không. Không. Hôm nay ngày đầu tiên đi học con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy thế nào? Thấy sao? Thấy là rất là vui. Cháu có vui không ạ? À? Vui. Cháu thấy siêu nhân à? Nhưng mà phải hai năm nữa là con không được gặp các bạn vì là con phải đi lên lớp 1. Vui thế à? Các bạn ơi, ngày đầu tiên tới lớp chúng mình có vui không? Cảm nhận ngày đầu tiên đi học nào? Nghỉ Tết rất là lâu thì bây giờ ngày đầu tiên đến lớp học các bạn cảm thấy thế nào? Cảm thấy vui. Còn điều gì nữa các bạn cứ chia sẻ nhé. Dạ, đó là nhớ lớp học. Nhớ lớp học. Con đã rất muốn đến. Bạn Như Khải đã có bao nhiêu tiền, còn con thì đã chuyển thành triệu phú. Nhưng thôi em vẫn đi ở nhà con ngủ 2 tuần con ngủ nhớ trường. Còn 2 tuần con ngủ nhớ trường. Còn điều gì nữa không? Mà sau khi được trở lại lớp thì con cảm thấy thế nào? Rất là vui đó, cảm ơn con. Con thấy gì nữa không? Các con đã được ăn chưa? Cảm ơn Đan Chi nhé. Không biết từ lớp con tay của Đan nhiều. Thay quần áo. À, đến lớp Nhâm được thay quần áo nhiều á. Lúc mà con chưa được quay trở lại, con quay đến lớp, quay trở đến lớp, thế là con thấy buồn quá. À, con thấy buồn quá. Thế bây giờ được trở lại lớp rồi thì con cảm thấy thế nào? Vui. Một câu rất ngắn gọn thôi. Rất vui. Cảm ơn xin ạ. Rất là vui và rất là vui.